Thư sư trong năm bộ tạng kinh tạng Nikaya con nên bắt đầu tụng từ bộ nào? Sư thấy một cái tình trạng của rất là nhiều người, đó là gì? Mở kinh ra đó, đọc được vài trang tự nhiên buồn ngủ, ngáp rách mỏ luôn, nó mệt ấy. Trong khi đó bình thường thì họ có thể họ lướt web, họ lướt Facebook, họ lướt YouTube, chẳng hạn sao, chứ chỉ cần họ mở trang kinh ra họ lướt vài dòng là họ buồn ngủ. Nhất là cái bộ kinh tạng, khi quý vị cầm cái quyển kinh tạng ở trên tay đó, nó dày kinh khủng lắm. Mình mở ra mình đọc, mà đọc từ đầu tới đuôi á là mình mệt chịu không nổi. Cho nên cái lời đề nghị của sư đó là chúng ta chọn đọc một cách random. Quý vị có thể chọn bất kỳ, nhưng mà có những cái nó quá dài, ví dụ như là trường bộ thì nên cân nhắc kỹ lưỡng, bởi vì một bài kinh trường bộ nó khá là dài. Và nếu như chúng ta chọn một cái bài kinh trường bộ á, chúng ta nó sẽ hơi dài đối với những người mới, nên lựa những bài ngắn thôi. Ví dụ như tương ưng hoặc tăng chi, đó là những cái bài, những cái bộ kinh mà những cái bài kinh trong đó tương đối ngắn. Hoặc là cái bộ Phật tự thuyết, Phật thuyết như vậy nằm ở trong tiểu tụng của tiểu bộ. À, tiểu, xin lỗi, tiểu tụng nó cũng nằm riêng, mà nó nằm chung một cái nhóm ấy, thuộc tiểu bộ. Những bài kinh như vậy nó tương đối ngắn thì chúng ta đọc nó không có nhàm chán. Đấy, không có, nó thẳng là đọc không có buồn ngủ. Và khi quý vị tụng á, nếu quý vị gọi là tụng á, thì sư cũng đề nghị là quý vị tụng đọc một cách random. À, tức là ngẫu nhiên ấy. Nghĩa là sao? Mở một cái quyển kinh, ví dụ như tương ưng ra, mở một trang bất kỳ ra, rồi đọc bắt đầu, nếu như nó xuất hiện cái bài kinh nào thì mình đọc cái bài kinh đó, đọc hết, đọc hết cái bài kinh đó. Nếu như mà thích thú nữa thì đọc thêm một hoặc hai bài kế tiếp. Tại sao sư có lời đề nghị kỳ cục như vậy? Sư nghĩ là chắc xưa giờ không có một cái vị sư nào mà lại đi đề nghị là đọc kinh một cách ngẫu hứng như vậy hết trơn. Chắc có mỗi một mình sư. Sư có lý do. Cái thứ nhất ấy, là cái sự sắp xếp kinh tạng của các ngài đó, là các ngài sắp xếp theo kiểu liên quan với nhau. Những cái bài kinh mà giống với nhau á, na ná nhau, các ngài sẽ gom chung lại một chỗ. Cho nên nếu như chúng ta đọc mà đọc từ đầu tới đuôi đó, nó dễ buồn ngủ lắm. Bởi vì một vấn đề mà lặp đi lặp lại, ai đọc kinh thì sẽ biết một vấn đề cứ lặp đi lặp lại như vậy đó. Nó mau chán, mau nhàm chán. Mà tâm lý của chúng sanh á, thì cứ thích mới hoài. Cho nên khi chúng ta đọc một cách ngẫu nhiên như vậy đó, thì cái nội dung bài kinh ấy nó sẽ thay đổi một cách liên tục, thì mình sẽ thấy kinh tạng nó mới. Và cái thứ hai là cái niềm tin cá nhân sư thôi, một cái niềm tin tâm linh của cá nhân sư thôi. Khi mà mình gặp một cái vấn đề gì đó trong đời sống hoặc là trong cái suy nghĩ, thì bằng cái cách lật ngẫu nhiên như vậy đó, thì có khi mình sẽ gặp một cái bài kinh giải quyết được vấn đề của mình. Đấy. Thì cho nên là sư đề nghị cách đọc đó, nó sẽ giúp cho quý vị có hứng thú hơn. Ví dụ như mở một cái trang kinh bất kỳ, đọc một bài kinh bất kỳ, thì nó lúc nào nó cũng mới hoài và nó đỡ ngán. Tại vì nếu như chúng ta mà đọc từ đầu tới đuôi á, ví dụ như mở quý vị đọc được chừng 10 trang, quý vị nhìn quyển kinh là cái quyển kinh mình đọc được 10 trang rồi, còn 700 trang nữa, tự nhiên nó nản rồi quý vị. Rồi khi quý vị đọc 1 tháng rồi đó quý vị, cha mình đọc được 200 trang rồi, còn 500 trang nữa.
nó nản ghê lắm. Còn trong khi đó chúng ta đọc một cách ngẫu nhiên như vậy đó, chúng ta không có cái áp lực là mình còn bao nhiêu trang nữa mình mới đọc xong, thì nó khỏe hơn nhiều.